Chiều tối ngày 28 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra, thăm hỏi người dân đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện dã chiến số 4, khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Tân Túc, huyện Bình Chánh. Sau đó, đồng chí đã có buổi làm việc với huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cùng tham gia có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng, chuyên gia hô hấp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bai, chuyên gia về y học cổ truyền. Tại Bệnh viện dã chiến số 4 và khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Tân Túc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã trực tiếp đi vào nơi các F0 đang điều trị để hỏi thăm sức khỏe, chế độ ăn uống và động viên tinh thần để mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe, mau khỏi bệnh. Trong phòng 407 bệnh viện dã chiến số 4, đồng chí ân cần hỏi thăm một gia đình có 3 người mắc COVID-19, tất cả không có triệu chứng và sức khỏe ổn định. Tại đây, người mắc COVID-19 được các y bác sĩ chăm sóc, động viên giữ tinh thần lạc quan, duy trì tập thể dục, ăn uống nhiều vitamin, uống nhiều nước. Người dân còn được huyện hỗ trợ nước xả, nước chanh gừng để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Trực tiếp khảo sát, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đều đề nghị y bác sĩ trong bệnh viện tăng cường công tác hướng dẫn cho người dân theo dõi sức khỏe như nhiệt độ, chế độ uống nước, cách vệ sinh cá nhân. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đến kiểm tra thực tế khu điều trị COVID-19 Tân Túc với hơn 1.800 F0 đang điều trị và đến nơi ở tạm cho y bác sĩ tại trường Trung học cơ sở Tân Túc thăm hỏi, động viên. Trong buổi làm việc với huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của huyện trong thực hiện 5 tại chỗ và huy động hiệu quả các nguồn lực, nhất là đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn đã tham gia hỗ trợ tư vấn, giúp đỡ bệnh nhân ở huyện. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Chánh là địa bàn rất phức tạp với dịch COVID-19 khi có nhiều ổ lây nhiễm. Thời gian qua, huyện Bình Chánh đã tập trung thực hiện nghiêm chỉ thị 16, chỉ thị 12, nhưng huyện cần tiếp tục thực hiện triệt để giãn cách nhằm ngăn chặn sự lây lan mới trong cộng đồng. Cùng với đó là việc tập trung điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà. Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý phải thường xuyên theo dõi và kịp thời hỗ trợ nếu người dân cần. Theo đó, chính quyền phải nắm danh sách cụ thể, tổ chức tổ y tế cộng đồng lưu động, có phương tiện để xử lý kịp thời khi có bất trắc xảy ra. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, khi Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục siết chặt yêu cầu thực hiện giãn cách thì người nghèo tiếp tục gặp khó khăn. Vì vậy, huyện cần đặc biệt quan tâm chăm lo kịp thời, không để bất kỳ trường hợp nào bị đói khổ, cùng cực.